Hello anh em, chào mừng anh trở lại cùng mình nhé. Ok, mình sẽ chọn nhân vật nhé các bạn nhé. Mình xem. Mình sẽ có màn tiếp theo nha các bạn nhé. Thank you.
xem mình có thể cái phòng này không bạn ơi. Thank you.
Thank you.
Cảm ơn các bạn đã xem video của nhau. Thôi đây là lần sắp lại cho mình nhé. Thank you.